Xin chào mọi người trở lại với kênh May Ấm Canada. Mọi người ơi, chiều nay mình nấu cái món này cho mi con với mi xanh ăn, đó là nồi thịt chưng á. Thì hồi xưa mình qua mình lấy cái mình xài cái nồi, nếu mà người nào có ở đây là xài cái nồi slow cooker, là cái nồi nấu chậm vậy đó. Thì mình cứ nghĩ là giống như là dạng hầm á, mình nấu chắc cái nước nó đục lắm ha, nhưng mà thực sự không có, cái nước rất là trong luôn á mọi người, rất là trong khe luôn nè, thấy không? Đó, thì mình xài cái nồi này á, là mình chưng cái tim nè. Hồi xưa thì thời Việt Nam á, là hay mình hay chưng cách thủy, đó là mình để cái nồi rồi cái tô trên á. Thì bây giờ thấy cái này rất là tiện luôn, mà mọi người thấy tim này nó mềm, thiệt là mềm luôn. Rồi xương thịt nạc đầu này kia nó ra cái chất ngọt lắm luôn nè. Rất là mềm luôn. Thì mình thường chưng cái này bằng bằng sứ này nè, mà cái này nó nấu chậm 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 vì hồi xưa mình không biết, mình cứ sợ là nấu nó bị rục á mọi người. Mà thực sự là nếu mà người nào ở ở nước ngoài á, mình nghĩ chắc ai cũng biết hết, chỉ là mình mới biết đây thôi. Hồi xưa giờ mình cứ nấu cái gì mình cứ nghĩ là hầm cho nó lâu rục á thì mình mới xài bằng này, mình không có chưng. Nhưng mà thực sự khi chưng á là cái nước rất là trong luôn, rất là ngon luôn. Tại cái này nè mọi người thấy cái nước nè, đó ngon ghê không? Đó. Còn ở đây hướng quay cho mọi người Noel á, thì có cái người này tặng cho mình sữa đó mọi người, một cái hiệu cho mọi người coi thôi. Đây là một cái sữa, sữa này là sữa chocolate 2 lít, rồi cái này là sữa, này là sữa 18% độ đạm, là sữa chocolate luôn. Và đây là sữa hết, tại vì cái chỗ này làm sữa này là kem 10%, là giống dạng 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 sữa đặc chút xíu đó. Rồi cái này còn đặc nữa là 35%, là cái loại này là một cái như vậy là 1 lít bằng cạc tông giấy nè mọi người. Thì đây, và một cái thùng này thì cái nào uống được thì uống, không uống được thì mình đi tặng cho hàng xóm. Đây đó, đây là quà Christmas của hãng sữa tặng cho đó. Hello. Sorry, but I have a secret. What secret? Banana, I'm not gonna tell you it. Bệnh rồi nè mọi người, còn có tuần sau nữa là ở nhà không, mà không có đi đâu hết mà cũng bệnh không biết tại sao luôn á. Đó. Đó. Hai đứa. Chào mọi người, mấy ấm kinh tế. Nè, sổ mũi nè. I'm not gonna do that. Tại sao? Why? And because I don't like your channel, I don't, but I have a secret, but I don't have. Nói tiếng Việt. Ảnh à, tự nhiên ở nhà không mà cũng sổ mũi nữa nè. Hồi hôm này là cái cổ họng bị đau, rồi sổ mũi, mà ở nhà không mà cũng bị đó. Mà trong khi đâu có ai lây cho ảnh đâu. Ảnh gì á? Nào. Ồ, cái này là chứ mẫn làm mà không có làm cho mi xanh hả? Nè, hành mi xanh ừ, đi nè. Làm này đã đời rồi, không làm cho mi xanh coi. Mi xanh nè. Oh, that's your Christmas. That's Ethan. Yeah, it's Christmas. And then you see red, green, and then you put it right here. Okay, cho mọi người coi đây. Thì hôm qua con đi event cuối năm của trường, thì nó có tổ chức mấy cái hoạt động làm activities, là kiểu làm thư Christmas nè, rồi làm mấy cái pin gắn ở trên cặp, trên áo đó mọi người. Nè, Linda nè là tên của Tina nè, Paula nè, làm mọi hướng màu, mọi đứa màu đó, không thấy vui không? Cái này là con ghi á mọi người, y như là mình ghi xong rồi mình người ta chỉ mình cách đóng vô á, ịnh vô này nè, y như mấy cái miếng này. Hôm qua quay có thầy đẹp trai lắm không cái coi. Cái xong cái miếng ngắn ngắn vô vậy nè. Xanh. Còn cái này là có cái hình coi chị, coi chị ấy. Có gì cho con kìa. Nè. Thao qua nè. Tina đâu? Thao qua. Where's Tina? Tina nè. Thường lắm không? À, kêu cho Linda gái. Ủa, Tina. Hello, xin chào mọi người đây con. Mấy con. Mấy con đi học mới về nè mọi người. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người, mình chia sẻ nha chứ không phải là chỉ, mình chia sẻ cho mọi người cái cách mình làm cái món bánh mà mình lần trước là mình làm lần đầu tiên, và đây là lần thứ hai món bánh này nó kêu bằng bánh mùi nghe lồ. Thì mọi người nhìn bên đây ha, đây là cái công thức mà
ghi ra rất là chi tiết, thì mọi người coi theo đây mà mọi người làm. Nếu mà người nào mà có chồng người Tây Ban Nha hay là trong Mỹ Latin thì thường cái bánh này nó rất là thông dụng cho tất cả những cái nước ở trong Mỹ Latin. Thì đây là cái công thức mà mình làm. Thì hôm nay á, là nó hơi trục trặc kỹ thuật chút xíu, là mình tưởng là cái cheese kia nó còn, nhưng mà cái cheese kia nó hết rồi, thì bây giờ mình chỉ xài duy nhất một loại cheese là feta cheese. Đây cái feta cheese này thì thật ra là xài hai loại, một loại queso cheese, một loại là feta cheese, là loại này nè mọi người. Thì bây giờ cái loại kia mình hết rồi, mà lần trước mình làm á, là mình thay bằng cái loại feta cheese này với lại cái loại mozzarella cheese. Cứ cái từ đó mình nói lộn hết à, là cái chi mà khi mà nó chảy ra nó dẻo dai đó, thì cái loại đó là mình hết rồi, cho nên mình không có thể trong ngày nay. Thì hôm nay là thử nghiệm đầu tiên là chỉ có một loại chi thôi. Thì cái bánh này là cái bánh mà thường người Colombia mỗi buổi sáng uống vậy, thức dậy là giống như mình là bánh tiêu hoặc là bánh cam, nhưng mà nó không có quá ngọt như bánh cam, mà nó cũng không có quá lạt như bánh tiêu đó, chính giữa mà ở trong đó lại có cheese cục tròn tròn ngày bữa mọi người thấy đó. Thì hôm nay mình sẽ chỉ rất là chia sẻ rất là chi tiết ha. Thì cái này là mình có làm qua rồi, cho nên mình không có sợ là giống như là phải thử nghiệm, mà là có làm qua rồi. Thì cái phần này mình làm ra được khoảng 30 cái, một phần như vậy là 30 cái ha. Thì đây mọi người, cái thành phần của tất của làm cái loại bánh này á, thì mình để ra sẵn một cái tray như vậy để mình dễ hướng dẫn mọi người làm ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người chi tiết từng món để mình để trộn hồ bạc bột như thế nào. Đây là bột bắp. Bột bắp tiếng Anh nó kêu bằng corn starch. Thì trong cái corn starch này thì mình mua cái này ở Costco. Cái hũ như vậy chỉ có 3.50 đồng. Quá rẻ luôn. Thì mình mua cái này ở Costco. Đây là 1 cup. Để sử dụng cái này là mình cần 1 cup corn starch là bột bắp ha. Bây giờ mình để vô đây một bột bắp. Và đây là 2 cup bột năng, hay là nó kêu bằng tapioca. Hồi xưa thời Việt Nam của mình á, là mình kêu bằng bột năng, bột bình tinh á, mà nó mới phải không nha mọi người. Mà mình nhớ là bột năng là bột bình tinh, thì tiếng Anh nó kêu bằng tapioca. Thì mình xài 2 cup bột năng, hay còn gọi là tapioca. Thì mình nói như vậy thôi, nhưng mà cái công thức mình dẫn thể trên màn hình, có gì mọi người coi ha, cái công thức là như thế này. Thì sau đó mình sẽ bỏ đây là mình nói một lần nha, cái bánh này là mình làm một phần như vậy cho 30 cái bánh, ăn thua mình dò nữa, nếu mà mình dò đều nha thì 30, mà lớn nhỏ thì nó khác nhau. 6 muỗng đường cát, 3 muỗng tablespoon sữa tươi, đó là 3 muỗng này thôi đó, mình chế vô. 6 cái trứng hộp gà, 6 cái trứng. Và đây là một muỗng này nè mọi người, một muỗng này là cái bột nổi đó, mà mình chỉ bỏ 0.75, có nghĩa là 75% của cái muỗng này thôi, thì mình đổ ra được nhiêu đây ha. Cái này là cái baking powder đó, thì mọi người biết nó có rất là nhiều loại trên thị trường, thì cái loại mình xài là cái loại này. Thì mình quay như vậy để cho mọi người dễ đi tìm cái sản phẩm mà mọi người mua. Tại vì nhiều khi mình cũng biết là mình nghĩ baking powder thì nó giống nhau thôi, nhưng mà nghe má mình nói là cái hiệu này nó khác, hiệu kia khác. Nhưng mà cái loại nhà mình làm là loại này ha. Mình đổ vào đây luôn. Sau đó mình sẽ bỏ nếu mà có cái cheese khác á, cái cheese kia thì mọi người xài cho mình là 3 cái này, 3 cái loại, 3 cup cheese này và 1 cup chi kia. Nhưng mà bây giờ mình không có cái chi kia, bây giờ mình làm hình 4 cup này luôn. Mình làm một loại chi để coi khi này nó ra là sao. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không sao. Thực sự bên Colombia thì nó xài cái loại cheese khác mọi người. Nhưng mà do mình qua bên đây mình không có cái loại chi đặc biệt của người bên Colombia, thì mình phải thay thế bằng cái chi này. Cup thứ 2. Nếu thiếu thì mình phải lấy thêm 1 cup nữa. Chắc đủ rồi. Cup thứ 3. Đủ 4 cup luôn, ok. Yếu chút xíu, ok. 4 cup. Bây giờ mình đập vô 6 cái trứng này nha. 1 3. Muối á, thì mình chỉ lấy một chút xíu vậy nè mọi người. Mình lắc lên đây thôi chứ không có nhiều lắm. Để là 1 pinch thôi. Để trộn lại với nhau như thế này. Thì cứ
thì mình bắt đầu cứ trộn như thế này đến khi mà mọi thứ nó quyện với nhau thì thôi ha. Đó. Cứ vậy đó. Nói nè. Chung cái nào cũng vậy, cứ lấy lên trộn trộn biết cho khi mà nó quyện lại với nhau thì thôi. Wow, giờ mới xài. Okay. Mọi người bây giờ mình sẽ nhắn bột rồi mẫn chiên nó sẽ bỏ ra đây nha. Mình cứ dắt gì nè nó, mình dắt cái này là phải làm bằng tay không rồi nha, chứ bao tay là không được, nó cứ dính nè. Cái này là tròn quay nè. Đó. Dẹp chút xíu nó cũng tròn, đừng có tròn lụng cách. Bắt đầu con trở thì liền. Đó, trở thì đang để cho cái cục nụ đó nó sột xuống. Lăng á thì cho đều bánh hơn. Cái này nó ăn nó không có ngọt, nó lợ, nhưng mà nó y như Mẫn nói bằng tiếng Việt Nam giờ, nó là cuốn á, mình mì ghi bằng ghiền á. Đó, ngon chưa? Cũng lăn qua lăn lại, thì cũng toàn cái món này đó mọi người, là cái món Christmas, là bên người Colombia là cái món này đó, cái món bánh truyền thống của Christmas đó. Cái đầu đó cũng là đầu nhất hả? Có nó trắng nó cái quất ở trong đó là đúng của nó luôn. Giờ nó bắt đầu sôi á, rồi cái giờ lên là vô bỏ vô là chở được liền á. Cục phèo lèo nó ra thì nó lấy cục phèo lèo ra thảy ra, nó thảy ra nó chạy đi chút nữa cái này mót. Món mình ăn ngon lắm, nó cũng giống cái đó luôn. Thấy hào, thấy sắp không? Ừ. Đây nó chưa ấy. Cục nào nó tôi có chỗ không? Chị tiếng Việt là cái bạn gì mà không ăn? Chưa. Này được cái nó chưa chín á, mình lễ xuống cái chưa chín á nó cũng nằm im luôn, nó không có trở ngược lại. Đây mọi người, mình muốn quay chỉ cho mọi người một cách tận tình nhất để có khi mà thắc mắc á, là mọi người nói ui sao cái bột này mình không có dò lại từng cục giống như mà bánh bánh cam ha, này kia nó không có form, dù nó nhão nha mọi người thấy mình vắt xong nè, mình bỏ vô thì cái trái nó cũng nó vô động nó nở ra, nó cũng căng tròn do luôn, cho nên mọi người đừng có sợ nha, khi mà làm bột lên là mà nó hơi nhão vậy cũng đừng có sợ. Bỏ vô nè mọi người thấy nó cũng nó vô đây nó nở ra, nó cũng căng tròn do ra. Này cái này tròn nè mọi người thấy không? Nó quay cái nào tròn cho mọi người thấy. Lý do là mình thiếu một cái loại chi kia, thành ra cái bột nó hơi nhão. Có gì ạ? Chi đồ cardboard box chừng nào sắp luôn nè. Làm gì lẹ chứ hả? Làm mấy bánh này lẹ. Đây mọi người, cái món này là món của người Colombia, là cái món này ăn với lại cái này là the best luôn.
Thì cái này là cũng sản xuất từ Colombia mà chồng mình mỗi lần mà đi mà thấy cái này mua là một lượng số lượng rất là nhiều luôn để dành. Thì đây không biết phải mấy 30 cái không? 2 4 6 8 10 12 14 16 17 thấy không, 30 cái thấy không, không có hư hao là đúng là một đúng được cái phần đó là làm ra khoảng từ 30 cái đó. Thì ăn thua mình dọn cái bữa cái nhỏ, nhưng mà như mình có chia sẻ với mọi người thật tình đó, là khi mà các bạn trộn cái bột á mà thấy cái bột mà nó hơi nhão nhão á mà mình muốn dò ra thành cái form giống như thành cái cục á thì yên tâm bỏ vô thì chút nữa nó cũng ra tròn quay à. Thì cái kỳ trước mình làm nó tròn hơn là tại vì kỳ trước mình có xài cái loại chi kia, mozzarella cheese. Mozzarella. Mình cứ nói lộn cái từ đó. Mình có cái loại chi kia nó dẻo á, nên nó khô á, nó form lại cái bánh này mình so nó tròn hơn. Còn kỳ này mình không có cái chi đó nhà, còn chi nào thì xài chi đó, thì cho nên mình không có chi đó cho nên nó hơi nhão á, nhưng mà ha bỏ vô nó cũng tròn quay nè, thấy không? Tròn quay thấy thường thấy không? Mấy cái đen đen này á là mấy cái cheese nó ra ngoài khỏi cái bột á cho nên nó bị cháy á, chứ không phải gì hết, nó là mấy cái chi đó. Ok, đây thành phẩm đây mọi người, mình tính ra là cũng được 28 cái đó ha. Thì mọi người coi nè, thằng quay thấy thương lắm. Bây giờ mời mọi người thưởng thức với Dương Mẫn Mẫn nha, Mẫn Mẫn sẽ ăn minh họa cho mọi người thấy. Mọi người bây giờ Mẫn Mẫn sẽ review cái đồ ăn này cho mọi người coi như thế nào nha. Thì cái bánh này thì nó Mẫn sẽ giới thiệu đi. Thì bây giờ món Mollejo của Colombia đã làm xong rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức để cho các bạn xem coi mùi vị của món này như thế nào nha mọi người. Thì cái này nó phải ăn chung với cái này nó mới ngon, nhưng mà thật ra mình thấy ăn cái này không là nó cũng đã đủ vị rồi đó. Mọi người, đây là bên trong nè mọi người. Rồi, thì bên cái này là bên trong, nhưng mọi người ở bên trong nó mềm mềm, dẻo dẻo mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn với cái này, là chắc chocolate. Nó đúng là phải gọi là cái gì nó ăn chung với nó đều có lý do hết đó mọi người. Nó ăn vô nó hợp một cách lạ kỳ luôn á. Tại vì cái này mình nghĩ là nó cheese, nó mặn, mà ăn với cái này nó ngọt ngọt thì mình nghĩ nó kỳ, nhưng mà thật ra là nó hòa quỷ với nhau á mọi người. Ngon lắm mọi người. Thì cái này là cái hồi nãy làm sữa sô-cô-la hồi nãy gì mình giới thiệu. Tuyệt vời mọi người. Ăn một miếng bánh này và húp một miếng sữa là một sự kết hợp hết sức là hoàn hảo trong cái mùa đông này. Mình mong là các bạn sẽ làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mong các bạn sẽ thực hiện thành công món bánh này để cùng hưởng thức với gia đình. Mong là mọi người sẽ ủng hộ kênh YouTube của dì mình. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh của dì mình để dì mình có một cái Christmas thật là vui vẻ nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.